Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giá hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình, thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giá hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 4 tháng 6 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, giá hơi trong ngày hôm nay ở thị trường miền Trung có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ. Trong khi đó, thị trường miền Bắc và thị trường miền Nam vẫn đang giữ nguyên giá bán như ngày hôm qua. Theo ghi nhận, giá hơi tại thị trường miền Bắc đang dao động trong khoảng 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương như là Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Dương, Nam Định đều đang phổ biến ở khoảng mức giá này. Dù rằng một số địa phương tại khu vực này vẫn có thể bán được với mức giá 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg, nhưng khá hiếm và thường rơi vào đàn heo siêu nạc. Trong khi đó, giá hơi tại khu vực chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Lý do khiến giá hơi tại thị trường miền Bắc không thể tăng bật khỏi vùng giá này là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến tình hình giao dịch giữa các địa phương vẫn chưa trở lại bình thường. Cộng với thời tiết nắng nóng trong thời gian vừa qua khiến nhu cầu tiêu thụ thịt có xu hướng giảm và một số trại heo, đặc biệt là đối với trại heo lai, heo hai bề, ba bề chiếm đa số ở khu vực miền Bắc. Giá heo ở khu vực này thường thấp hơn khoảng từ 3 cho đến 5 giá so với dòng heo siêu. Bên cạnh đó, các tỉnh ở khu vực miền núi như là Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái là minh chứng rõ nhất cho thấy sự lựa chọn heo giống ở khu vực này, đặc biệt là đối với dòng heo hai bề, ba bề khu vực này có mức giá rất là thấp. Những con heo có tỷ lệ mỡ cao có mức giá dưới 60.000 đồng trên 1 kg, còn đối với dòng heo lai thường dao động 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg ở các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Giá heo hơi tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung có mức bình quân cao nhất cả nước, ngoại trừ một số địa phương như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mức giá phổ biến 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg, và một số ít vùng ở miền núi Thanh Hóa và Nghệ An có mức giá 70.000 đồng trên 1 kg, thì các tỉnh còn lại từ Quảng Bình vào cho đến Bình Thuận đều đang dao động 70 cho đến 72.000 đồng, mức giá cao nhất cả nước hiện nay. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Và mức giá này thường gặp phải ở các địa phương như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, một số trại vẫn có thể bán được với mức giá cao hơn đối với dòng heo đẹp là 67 cho đến 68.000 đồng. Tuy nhiên, mức này là khá là ít. Trong khi đó, đối với tỉnh Lâm Đồng, địa phương có mức giá cao hơn cả so với các tỉnh khác ở khu vực Tây Nguyên, đang dao động trong khoảng 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam hình thành khung giá có khoảng cách khá lớn, dao động trong khoảng 65 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ là khu vực có mức giá nhỉnh hơn. Một số địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu đang có mức giá bình quân 69 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu nạc. Còn các địa phương khác như là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh có mức giá thấp hơn, dao động trong khoảng 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh thuộc thị trường miền Tây Nam Bộ, giá hơi trong ngày hôm nay có mức giá thấp hơn hẳn so với thị trường miền Đông. Một số địa phương như là Bến Tre, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng đang phổ biến trong khoảng 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương có mức giá cao hơn như là An Giang, Sóc Trăng và tỉnh Cần Thơ. Các địa phương này đối với dòng heo siêu vẫn đang có thể bán ở mức giá 70.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, tình hình tiêu thụ thịt tại các tỉnh ở thị trường miền Nam cũng chưa ổn định. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lớn nhất, vùng có mã lực tại chợ đầu mối khá thất thường. Chẳng hạn nếu như hai phiên trước, chợ khu vực này bán khá tốt thì trong ngày hôm nay chợ bán khá là chậm. Cả hai chợ mã lực đều rất chậm do các chợ bán lẻ trong nội thành tiêu thụ giảm, ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Với diễn biến như hiện tại, các chợ đầu mối dự đoán phải mất khoảng 10 ngày nữa thì tình hình giao dịch mới ổn định trở lại. Và cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam được cập nhật như sau. Đối với các tỉnh thuộc thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay, Đồng Nai phổ biến mức giá 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đối với dòng heo siêu đang dao động 68 cho đến 70.000 đồng. Bình Phước 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg.
Tuy nhiên trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dòng heo siêu nạc, heo đẹp có thể bán được với mức giá 71.000 đồng trên 1 kg, mức giá cao nhất ở khu vực này. Bình Dương phổ biến mức giá 68.000 đồng, đối với tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay dao động 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay, Sóc Trăng đang dao động mức giá 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg, Trà Vinh 65.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau trong ngày hôm nay dao động mức giá 66 cho đến 68.000 đồng, Kiên Giang phổ biến mức giá 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg, Tiền Giang 65.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh An Giang trong ngày hôm nay, địa phương có mức giá khá cao, 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu trong ngày hôm nay cũng báo giá 65 cho đến 67.000 đồng, Long An 66.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Vĩnh Long trong ngày hôm nay, dao động mức giá 67 cho đến 69.000 đồng, Đồng Tháp 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 64 cho đến 67.000 đồng, Hậu Giang dao động mức giá 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg và Cần Thơ trong ngày hôm nay duy trì mức giá cao 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Thái Nguyên dao động mức giá 66 cho đến 68.000 đồng, Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đối với dòng heo áp siêu khung này, nhiều huyện báo giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là khu vực huyện Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ. Bắc Cạn 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 65 cho đến 68.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Còn đối với dòng heo lai 2 bề 3 bề, khu vực này dao động 61 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Và heo mỡ, nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang chỉ dao động 58.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Lạng Sơn dao động mức giá 66.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, khu vực Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá 64 cho đến 67.000 đồng, còn tùy thuộc vào chất lượng của heo nữa. Hà Giang và Cao Bằng trong ngày hôm nay dao động mức giá 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay tình hình giao dịch cũng khá là ổn định, phổ biến mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên dòng heo áp siêu nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Yên Thế của tỉnh Bắc Giang chỉ dao động mức giá 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay dao động mức giá 68 cho đến 70.000 đồng đối với dòng heo siêu nạc. Đối với tỉnh Hà Nam dao động mức giá 66 cho đến 67.000 đồng, Ninh Bình 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như là Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội đang dao động mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay mức giá cao nhất cũng đạt 68.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đối với dòng heo áp siêu khủng này đang báo giá 65.000 đồng. Hải Phòng 67 cho đến 68.000 đồng. Đối với tỉnh Bắc Ninh trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu Tây Bắc trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp đối với tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La. Các địa phương này đang dao động mức giá 63 cho đến 66.000 đồng. Trong khi đó hai địa phương là Lai Châu và tỉnh Điện Biên có mức giá cao hơn 68.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Trung trong ngày hôm nay có xu hướng tăng giá nhẹ ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam Trung Bộ như là Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 69.000 đồng. Bình Định 67.000 đồng trên 1 kg và đặc biệt Phú Yên trong ngày hôm nay tăng 2 giá lên mức 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 67 cho đến 70.000 đồng. Trong khi đó các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay, Lâm Đồng dao động mức giá 67 cho đến 70.000 đồng. Kon Tum và tỉnh Đắk Lắk dao động mức giá 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai phổ biến mức giá 64 cho đến 66.000 đồng. Đắk Nông dao động mức giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Như vậy là giá hơi trong ngày hôm nay theo ghi nhận chỉ có các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ là có xu hướng tăng, đặc biệt là đối với tỉnh Phú Yên. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.